chào tất cả các bạn. Hôm nay mình là Leliachi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn với cả nhóm nhạc của mình, đó chính là anh Hưng Sino và tất cả các người bạn ở Lý Tuấn Minh ở đây. Và xin mời các bạn đón nghe ca khúc của chính là Xuân Này Con Không Về, do chính anh Hưng Sino thể hiện và các bạn. Còn biết bây giờ mẹ cha chúng con khi ấy mai chào các bạn, cảm ơn các bạn xem clip này. Bye bye, tạm biệt.